bạn theo dõi màn hát then cổ do nghệ nhân Ngọc Thì và các nghệ nhân Kính Tẩu, Xã Ngọc Trấn biểu diễn. Trên đồng nghiệp vẫn đang làm ạ. Đúng rồi. Ồ, à? Oh, văn nghệ, múa hát, múa hát. Rất là tự giao lưu với nhau. Cả, à, không, không? Có tổ chức nói chứ. Đấy à. Ờ, trong vừa trên kênh, vừa trên kênh Samu nhá. À. Giờ này ở đây nhá. Tối nay lại sự kiện tiếp nhá. Ờ, ờ, ờ. Đấy, ngày mai trên đồng nghiệp, Tây hoạt động. À, thế đấy ạ. Bảo nào cái sân khấu này trong nhà thờ mà họ không cho mà. Được. Sáng mai ở đây không phải đồng gì à? Sáng mai là gì không? Nhưng mà sao giải nhỉ? Buổi chiều thì khách, chứ mà khách ở xa, sao về sao được? Tuần thì công việc lớn. Bốn giờ nào thì mình sẽ làm. Năm giờ sáng. Sao giải A, mình được giải B, hát rượu nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ không văn hóa không? Không thì... ra huyện đúng rồi. Ra huyện đúng rồi. Không, không thì em vào chia. À, dạ. Hay chơi, chơi luôn tôi ăn cơm tối nay. Không thôi, em sẽ vào chia. Tiền tính sau. Phát tiền này đâu? Đi về huyện phát tiền. À đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy, phải xem cả cái dàn tiếng tẩu thế này này, đúng không? Này trước xe không phải đâu, người người đánh rồi. Dạ vâng, xin lễ xin mà xe có tao nghĩ đang mắng rồi nghề văn hóa này Thank you.
Các cháu mới chỉ được rồi.